Rồi, xin chào tất cả các anh em. Lâu lắm rồi thì em mới về lại được cái dòng DT Panasonic. Và đây là DT99 ha. Thì DT99 khác với DT77 là em này sử dụng bằng cơ địa. Đây. Và sử dụng hai hộp băng cassette đây và một cái phần CD. Về âm thanh con này thì không cần phải bàn cãi đâu, cực kỳ hay. Không hay không lấy tiền luôn. Nghe thử băng cassette nè. Chúng ta có thể chơi đảo chiều nha, qua hai nút này. Anh em thấy không? Chỉ mực là cái set thôi mà anh em nghe chất âm tốt không? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái đế 2. Nghe. Đây là đế 1 nha. Sẽ là ở phần volume nè. Thì em làm rất là nhiều video clip về con DT99 rồi, cũng như là DT77. Anh em có thể tham khảo trên kênh YouTube của em. Riêng về những cái con này, một trong những cái tứ đại thiên vương này, thì anh em không cần phải lo gì về chất âm. Giá thành của những con này bây giờ cũng đã cao hơn rất nhiều, và cũng như bây giờ nó hiếm lắm nha. Không phải là dễ dàng có được những cái dòng này đâu. Ok, bây giờ em sẽ test luôn cái phần CD cho anh em nghe. CD thì chúng ta chỉ cần bấm play thôi. Có khả năng chơi AUX nè, ba lăng, rec. Rồi đằng sau sẽ cổng lay in, lay out. Quá hay. Tưởng tình đã cũ, mây bay bao năm tưởng mình đã quên, nhưng mưa bay đi một trời thương nhớ. Anh ơi bên kia có còn mắt buồn, 10 năm cách biệt một lần bỡ ngỡ. Ok, xin cảm ơn tất cả các anh em đã chú lắng nghe, và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video clip tiếp theo. Nếu thích clip này thì hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những sản phẩm mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ. Yeah.